Ken Zippo Gà Vấp xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em 7 mẫu Zippo em có trưng sẵn ở đây. Và bên cạnh đó thì em sẽ báo giá từng chiếc một. Những anh em mà mới biết đến kênh game đầu tiên thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có trong kênh của em nhiều hơn. Những anh em mà mới biết đến Zippo hay là muốn có một cây giá rẻ bồi thuốc thì 7 mẫu này là hợp lý nha anh em. Tại vì 7 mẫu này là đều là hàng chưa lên lửa, chưa qua sử dụng mà. Mẫu đầu tiên em muốn giới thiệu đến anh em là một mẫu có dòng Midnight. Chi tiết của nó là chi tiết dòng xước ngang, chi tiết xước ngang và si bụi. Rất là lạ, vừa có xước ngang nè, vừa si bụi nên nó có đường vân xước xước nhẹ như thế này. Như thế này nha anh em, rất là đẹp. Đây, cạnh viền của nó cũng là đường Midnight si bụi. Và chiếc này thì tem đỏ còn nguyên, rất là ok luôn. Cạnh viền trên nách được sản xuất vào năm 2005. Và chiếc này thì nó có dưới một đáy á, anh em nhìn nè, cái màu mà màu Midnight á, nó đã bị chóc nhẹ thì nó ra cái lớp chrome, nó ra lớp màu trắng. Khi anh em xài một thời gian mà nó chóc đi những cái màu đen đó thì nó sẽ ra cái lớp màu trắng này nha, là một cái lớp chrome của dòng Zippo này. Đó, như thế này rất là bình thường nha anh em. Bản lề của nó đây là một chiếc có bản lề 5 chấu thẳng hàng và khép kín. Hai dấu tròn này là hai dấu bấm điện của hãng ạ. Một chiếc mới chưa lên lửa Midnight. Đây, chiếc này là còn nguyên tem thì để em khui tem luôn. Anh em kiểm tra bên trong ruột luôn cho nó dễ à. Đây, anh em thấy này rất là đẹp nha. Cái này là vẫn còn dính keo. Âm nghe rất là đã. Và trong 7 chiếc này thì em đảm bảo với anh em là mỗi chiếc nó sẽ có mỗi tiếng âm khác nhau. Tất cả là điều âm riêng của hãng chứ bên em không tăng chỉnh âm. Bên trong lồng vỏ của dòng Midnight sọc ngang. Bản lề trên đây. Đây là bản lề dưới nha anh em. Và chiếc ruột của nó là một chiếc ruột thép new 05 là 2005. Cùng tháng với nhau luôn. Vỏ ruột trùng năm trùng cả tháng luôn nha anh em. Quá là tuyệt vời. Như thế này. Bánh xe rất là bán lửa, bên trong là buồng đốt đây. Và chiếc Zippo năm 2005 Midnight si bụi xước, họ tiếp sọc ngang. Thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 600.000, chưa gồm phí vận chuyển nha. Nếu mà anh em giao lưu mẫu này thì vui lòng chịu phí vận chuyển giúp em từ 30 đến 35.000 theo đơn vị vận chuyển. Chiếc này thì em đánh số 1 để cho anh em dễ chốt cho nó dễ nha. Chiếc năm 2005 số 1 ngày 28 tháng 05. Như vậy đi để cho nhớ ngày anh em chốt cho nó dễ. Số 1 nha anh em, là giá 600.000, chưa gồm phí vận chuyển. Dán lại thì nó dính ít lắm anh em. Chiếc thứ hai ngày hôm nay, đây là cũng là một chiếc được sản xuất vào năm 2005. Tất cả những mẫu em trưng ở đây đều không có hộp nha anh em. Chiếc này thì cốt đồng mà chrome vân xước ngang, anh em nhìn ánh vân xước của nó nè, rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Bản lề của nó đây, bản lề thì 5 chấu thẳng hàng và khép kín, mộc đáy là năm 2005, được ký hiệu bởi số 05 và thắng F. Rất là chuẩn chỉnh luôn. Chiếc này thì bản lề nó hơi rít nha anh em. Khi mà anh em sử dụng một thời gian thì nó sẽ bình thường lại, nó hợp rơ thì nó mở rất là đã.
Và bên trong lồng vỏ một chiếc chrome vân sức nha. Rất là đẹp, năm 2005. Và đây một chiếc ruột thép new vỏ và tháng trùng năm, trùng tháng tháng F năm 2005. Đó là tuyệt vời, buồng đốt thì có xước rất là nhẹ nhàng. Bánh xe rất là bán lửa, bên trong lồng vỏ. Dạ, và chiếc Jippo năm 2005 mới chưa lên lửa. Chất liệu chrome thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 650.000. Dạ, 650 chưa gồm phí vận chuyển nha. Dạ, số này thì em đánh số 2. Dạ, số 2 ngày 28 tháng 05. Dạ. Tại vì ở nhà em thì những hàng quá là nhiều nên là bây giờ thì em phải đánh số vào. Đối với những mẫu mà em lên hòn lọt nhiều cây như thế này thì anh em để anh em dễ lựa hơn. Và tiếp tục là chiếc Jippo Midnight xi bụi. Như thế. Một chiếc Midnight xi bụi nha anh em. Nó bóng bóng, đen đen bóng, ánh đen bóng. Và chiếc này cũng có đường xước rất là như thế. Và đây đường đen bóng xi bụi, viền nó cũng xước luôn. Và xi bụi xước là nó xước xước kiểu như là mình làm bị xước vậy đó, mình xài một thời gian bị xước, nhưng nên là hãng tạo ra những cái vết xước như thế này. Bản lề của nó đây, bản lề. Bản lề của nó đây nha anh em. Bản lề của nó là bản lề năm cháu nè, thẳng hàng và khép kín nè. Được sản xuất vào năm 2008 tháng đen. Quá là tuyệt vời. Và chiếc này cũng là một chiếc mới chưa lên lửa luôn. Thì em cũng sẽ khui tem đi để cho anh em xem nó dễ hơn. Cái dấu còn dính keo. Âm rất là chuẩn chỉnh. Đó, anh em nghe ba chiếc thì mỗi chiếc nó có mỗi tiếng âm khác nhau rồi. À, bên trong lồng vỏ đây. À, về chiếc ruột của nó cũng là một chiếc ruột thép năm 2008 tháng G. Thì chiếc này thì trùng năm khác tháng là chuyện bình thường. Một chiếc ruột thép new như thế này nha anh em. Và chiếc Jippo năm 2008 Midnight xi bụi xước thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 500 nha, chưa gồm phí vận chuyển. Và tại vì chiếc này sao nó lại rẻ là tại vì anh em nè, thấy nè, cái này có sự ma sáng này nên nó có đường xước đậm rất là chỗ này, nên giá nó sẽ nhẹ hơn những cây khác một ít nha. Chiếc này là chiếc số 3 ngày 28 tháng 05. Chiếc số 3. Chiếc tiếp theo là được sản xuất vào năm 2013 tháng G. Một chiếc xi bụi xước. Cạnh viền quá là đẹp. Bản lề của nó đây là bản lề năm cháu nha anh em, thẳng hàng và khép kín. Trên nắp, trên cạnh viền nắp thì nó có dấu dăm rất là nhẹ. Giờ để em tháo ra luôn. Âm cũng nghe rất hay nha anh em. Bên trong lồng vỏ đây. Chiếc này thì trùng năm khắc tháng năm 2013. Có số 13, một chiếc ruột thép rất là đẹp new. Bánh xe bán. Và chiếc năm 2013 thì em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 600 nha, chưa gồm phí vận chuyển. 600, đây là chiếc số 4 ngày 28 tháng 05. Năm 2013 thì số 4 là năm 2013, giá 600.000.
Rồi đem dán tem lại, và dán thì cái tem này nó cũng không có dính à. Chiếc thứ 5 ngày hôm nay là chiếc năm 2015 tháng G. Đây chiếc 13, chiếc này chiếc 15. Một chiếc si bụi xước. Rồi để những chiếc này em tháo tem hết luôn. Để kiểm tra bên trong ruột có trùng năm với vỏ không nha. À, âm rất là hay. Chiếc này thì bản lề còn rít. Bên trong lòng vỏ đây, một chiếc. Tại vì trời hôm nay thì nó hơi âm u nên là nhiều lúc nhìn nó không ra được cái nước màu midnight nha anh em. Tại màu midnight nó hơi đen đen bóng bóng. Nhà 2015 là đánh dấu số 15, là vỏ ruột trùng năm khắc tháng là chuyện bình thường. Một chiếc ruột new rất là bén. Và chiếc Gibbo năm 2015 si bụi xước thì có giá là 600, chưa còn phí vận chuyển. Và số 5 ngày 28 tháng 05. À, những anh em mà muốn giao lưu mẫu nào thì cứ báo em là số máy năm là ngày 28 tháng 05 nha, để cho dễ dàng. Chiếc si bụi xước năm 2015 thì giá 600. Tiếp tục đến giúp này là một chiếc satin cầm trên tay rất là miệng. Và những cái vết này là vết dơ theo thời gian nha anh em. Hàng về thì em để nguyên. Chiếc này được sản xuất vào năm 2016 tháng G. Cạnh viền trên nắp, tất cả các cạnh viền. Bản lề của nó thì bản lề 5 cháu. Hai dấu tròn này là hai dấu bấm điện của hãng. Âm cũng nghe hay. Bản lề trên, bản lề dưới. Chiếc ruột của nó đây là một chiếc ruột thép mới năm 2016 tháng G. Chiếc này là trùng năm và trùng tháng luôn. Và anh em yên tâm, tất cả mặt hàng bên em giao dịch đến anh em đều là hàng còn nguyên zin chính hãng hết nha. Rất là bén, chặn xăng và ốc đá. Và chiếc satin năm 2016 thì cũng có giá là 600 nha anh em. Và tất cả trong clip này thì tất cả con Gibbo em đều không bao phí vận chuyển được, anh em thông cảm giúp em. Chiếc này số 6 ngày 28 tháng 05. Và 7 con này là đều là còn hàng còn mới hết nha. Với giá này thì giá là giá mồi thuốc lắm rồi ạ. Đối với một cây Gibbo chính hãng. Và chiếc cuối cùng ngày hôm nay là chiếc satin được sản xuất vào năm 2014 tháng D. Anh em nhìn nè, nó rất là mịn và mượt tay lắm ạ. Cái dấu làng này là dấu làng của tem đỏ nha, tem siêu giống như những cái cây hồi nãy anh em. Bản lề của nó đây, bản lề 5 cháu thẳng hàng và khép kín. Đó, rất là đẹp luôn, rất là mướt mát. Âm cũng hay nữa ạ. Bên trong lòng vỏ một chiếc ruột thép new. Chiếc này thì vỏ ruột trùng cả năm và tháng luôn, rất là đẹp. Chặn xăng và ốc đá rất là mới ken. Bánh xe rất là bén lửa, bên trong buồng đốt. Và chiếc Gibbo năm 2014 chất liệu satin. Em xin phép giao lưu là giá 650.000 nha anh em. Chiếc này rất là hoàn hảo, ok. Chiếc cuối cùng trong clip ngày hôm nay là chiếc số 7 luôn. Và trước khi kết thúc clip này thì em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Gibbo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Gibbo Gò Vấp dưới đây của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.